Thưa quý vị và các bạn, hôm nay không khí lạnh đã tràn khắp Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ảnh hưởng tới khu vực Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3 nên toàn khu vực, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời lạnh về đêm và sáng với mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 21 cho tới 24 độ. Đến trưa chiều, ít mây, trời nắng với mức nhiệt cao nhất tăng lên trong khoảng từ 28 tới 30 độ và độ ẩm tương đối phổ biến từ 45 tới 55%. Dự báo tối và đêm nay, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, nhiệt độ trong khoảng từ 23 tới 27 độ. Độ ẩm trung bình là khoảng 70% và mật độ mây là 100%. Sang đến ngày mai, khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ trong khoảng từ 23 cho tới 29 độ, độ ẩm vào khoảng 83%. Khả năng mưa là từ 50 tới 70%, tuy nhiên thì lượng mưa không nhiều, chỉ dưới 10 mm. Hình thái thời tiết có mây, có lúc có mưa vừa đến mưa to và dông ở khu vực Hà Nội còn kéo dài cho tới hết tuần với nhiệt độ trung bình từ 23 cho tới là 30 độ, độ ẩm cao trong khoảng từ 75 đến 95%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày kế tiếp, khối không khí lạnh sẽ được bổ sung và khu vực Bắc Bộ sẽ duy trì kiểu thời tiết ngày nắng, đêm không mưa, trời lạnh về đêm và sáng. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có nhiệt độ phổ biến từ 21 cho tới 24 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ thì nhiệt độ có thể phổ biến trong khoảng là từ 18 tới 21 độ và vùng núi cao thì có nơi dưới 16 độ. Thời kỳ đầu mùa đông năm nay, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn, hiện tượng rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn và thời gian hoạt động sẽ ít hơn so với trung bình nhiều năm. Còn sau đây sẽ là thông tin thời tiết các khu vực ở Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía Tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ Hà Đông nhiều mây, chiều và đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ trong khoảng từ 23 tới 29 độ. Hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra tại khu vực phía Nam, từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức, với nhiệt độ trong khoảng từ 23 tới 29 độ. Tại khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh và Đông Anh, nhiều mây, chiều và đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ trong khoảng từ 22 đến 28 độ. Tại khu vực vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, nhiều mây, chiều và đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ trong khoảng từ 22 tới 28 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ trong khoảng từ 23 cho tới 29 độ. Và phần cuối bản tin sẽ là dự báo chi tiết khu vực Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại!